Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường tọa lạc trên gò đất cao, ngay bên ngã 6 Thủ Dầu 1, địa chỉ 394 Cách mạng tháng 8, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Ngược dòng thời gian từ cuối năm 1965 khi giáo phận Phú Cường được thành lập từ việc tách ra từ giáo phận Sài Gòn, nhà thờ họ Thủ trở thành nhà thờ chánh tòa của giáo phận mới mang tên Phú Cường với cha sở An Tôn Phùng Thành là cha sở Tuyên Khởi. Ngày 13 tháng 6 năm 2009, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ chủ sự thánh lễ đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng nhà thờ chánh tòa Phú Cường để thay thế ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp trầm trọng. Sau 5 năm xây dựng, ngày 25 tháng 4 năm 2014, ngôi nhà thờ mới đã hoàn thành. Mặt tiền nhà thờ ngoài lối đi chính giữa còn có hai lối đi vòng cung hai bên uốn lượn và cùng hội tụ vào cửa chính nhà thờ. Phía trên cửa chính nhà thờ là bức tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng của nhà thờ. Ngày Chủ nhật có 7 thánh lễ, trong đó đặc biệt có một thánh lễ bằng tiếng Anh lúc 10:30. Kiến trúc nhà thờ mang phong cách Gothic, được khoác lên mình một màu xanh xám trang nhã. Khi đến đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của kiến trúc mà còn được dạo quanh khuôn viên nhà thờ rộng rãi. Tại đây có khá nhiều tiểu cảnh đẹp kết hợp với những mảng xanh tạo nên một không gian yên bình, thoáng mát. Đây là tượng Thánh Phaolô, ông có tên là Saulo, thuộc trường phái Pharisêu, là người chống đối và lùng bắt những ai tin theo Chúa Giêsu. Nhưng một biến cố xảy ra khi trên đường từ Jerusalem tới Damas để bắt bớ người theo đạo, Saulo đã bị quật ngã và từ đó ông đã hoàn toàn thay đổi. Đây là tượng Thánh Phêrô, người được Chúa Giêsu đặt làm đầu hội thánh với câu nói: "Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy." Không gian bên trong nhà thờ với mái vòm cao vút nơi cung thánh, cùng với những ô cửa kính màu lấy sáng lấp lánh, tạo thành một không gian trang nghiêm, thánh thiện. Cha quản nhiệm nhà thờ từ năm 2017 đến nay là cha An Tôn Hà Văn Minh. Đây là tầng hầm. Cây cảnh lạ, thật ngộ nghĩnh, chưa thấy bao giờ. Không biết là cây gì.
Bên hông trái nhà thờ là đài Đức Mẹ,